Xin mến chào anh em ha. Hôm nay đi đến đây á, gặp chiếc máy cày chở mì. Ôi ôi, cái con này cái mặt nhìn hơi lạ lạ em. Đó, con này là Massey Ferguson 390 ha. Cái con này nó bình thường á, nhớ thấy nó dán cái mặt khác khác cái này. Còn cái này á, nó màu đen, nhưng mà nước sơn của nó này nọ nó cũng còn ở cái mức hơi khá khá thôi anh em. Đó, nhưng mà nhìn nó cũng lạ, cũng đẹp ha. Nên là mình cũng muốn quay chia sẻ đó, với anh em mình xem để tham khảo. Rồi, bánh bọng của nó nè. Oh man, cái dòng MF thì nó có là MF 290 ha, 240 là nhỏ, rồi tới 290 là dòng lớn hai cầu đó, con này cũng hai cầu nè anh em đó. Rồi tới 390 390 xong rồi tới 399 390 xong rồi 399 ha. Đó, hồi rồi con này thì 390 nè, xài động cơ Birkin nha, xài động cơ Birkin. Con này chắc là 4.1 lít nè. Đó, đã thiệt ha. Bánh bọng của nó hầm hố nè, để em đi qua đây cho anh em coi rõ bánh biết này nọ của nó như thế nào, ra làm sao. Củ này nọ, mì mùa này trúng ghê ha, củ đẹp quá. Đó, vỏ của nó nè. Vô rồi, anh chạy tới nè anh em ơi. Luôn đó, Massey Ferguson 390. À, các bạn coi xe chạy nè. Tới luôn, tới luôn. Ô, đã quá anh em ơi. Anh em thấy không? Ồ, máy móc còn im quá ha. Máy móc còn im quá anh em ơi. À, chở cái mọt này chắc cũng cỡ 5 tấn có. Ồ, đã quá.